làm như thế nào để anh chị thu hút được cái công việc mình mong muốn cũng như làm một cái sự nghiệp cho cả cái cuộc đời của mình. Thì sau đây là một trong những cái dấu hiệu để chứng tỏ rằng các anh chị đang không hài lòng, không hạnh phúc với công việc cũ, và anh chị mong muốn rằng là mình sẽ vứt bỏ cái công việc cũ đó để tìm được một cái công việc mơ ước, một cái sự nghiệp cho cả cuộc đời của mình. Thì các anh chị thấy rằng là mỗi một ngày mình đi làm, mình không có vui vẻ, mình chỉ mong ngày nào cũng là cái ngày chủ nhật cả. Hoặc là các anh chị đang bất hòa với đồng nghiệp của mình, với người sếp của mình, và các anh chị chỉ có cảm thấy rằng mình hạnh phúc và mình vui vẻ trong một cái ngày mình nhận lương thôi. Đó là những cái dấu hiệu và để chứng tỏ rằng là các anh chị đang không ok với cái công việc của mình. Và thì các anh chị hãy làm theo các bước sau để mà giúp cho các anh chị có một cái công việc mơ ước, một cái sự nghiệp cho mình nhé. Bước đầu tiên đó là hãy bắt đầu tìm kiếm điều biết ơn ở cái công việc hiện tại của bạn. Bởi vì biết ơn những cái gì trong cuộc sống hiện tại thì chúng ta mới có những cái điều tuyệt vời hơn. Anh chị bắt đầu tìm kiếm, có thể là bình thường chúng ta chỉ tập trung vào những điều chưa tích cực ở công việc đó, và chúng ta chỉ nhìn thấy những cái điều chưa tốt đẹp đó thôi. Nhưng thay vì như vậy, ví dụ người sếp của anh chị, hãy tìm kiếm những cái lúc mà người sếp quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ cho các anh chị những cái bước đầu tiên để mà các anh chị có cái công việc đó. Hãy biết ơn công ty đó và đã tạo ra một cái công việc cho các anh chị, để cho các anh chị có một cái công việc, có cái nguồn thu nhập mỗi tháng để mà mình trang trải cuộc sống và mình lo cho gia đình của mình, đúng không ạ? Thật sự khi mà các anh chị tìm kiếm những cái điều biết ơn thì nó sẽ xuất hiện rất là nhiều điều trong cái công việc đó. Và khi các anh chị thực hiện được cái bước đầu tiên xong thì các anh chị làm cái bước thứ hai cho phút ha, đó là ra quyết định cho công việc mới của mình. Ví dụ các anh chị mong muốn rằng tôi sẽ có một cái công việc tự do về thời gian, không gian và tự do về tài chính, đúng không? Thì các anh chị cũng ra quyết định ngày tháng năm nào các anh chị có cái công việc đó. Và bước thứ ba mà các anh chị cần làm nữa đó là hãy đưa cái công việc mà các anh chị mong muốn đó vào bên trong tâm trí của mình bằng những cái hình ảnh cụ thể, rõ ràng, chi tiết, bằng một cái bức tranh ha. Các chị nào chưa hiểu về cái cách mà chúng ta làm như thế nào để mà mình đưa cái mục tiêu, cái công việc cũng như là cái sự nghiệp mà các chị mong muốn vào trong tâm trí thì các chị có thể nhắn điện hỗ trợ cho cả nhà của mình nhé. Và chúc cho các chị sẽ tìm hướng để làm như thế nào để mà chúng ta có một cái sự nghiệp cho trong cái cuộc đời của mình các chị nhé.